Chào tất cả mọi người đã quay lại kênh Biết Đâu Được. Hôm nay chúng ta có gì nào? Bị fan phương Tây chỉ trích cố tình thua Suning, huấn luyện viên Jichu bực bội. Các người thì biết gì về sự đáng sợ của top 3 LBL? Dù bảng A của Chung kết Thế giới 2020 đã khép lại, nhưng những tranh cãi về kết quả của nó vẫn còn khá dai dẳng, đặc biệt là với cộng đồng fan Liên minh Huyền thoại phương Tây. Hết việc tố sọp, dùng lõi Frey, giờ đây họ lại nảy sinh một luồng ý kiến cho rằng Jichu Esports cố tình thua Suning vì những lý do khác nhau. Phản hồi về vấn đề này, bình luận viên Munchables đã thẳng thắn chỉ trích những tư tưởng nói trên là điên rồ và thiển cận thông qua bài đăng trên Twitter cá nhân. Đó là một câu chuyện điên rồ khi sau một ngày nhiều người vẫn lên Reddit và Twitter để ra rã về việc họ tin rằng Jichu đã cố tình thua Suning. Jichu đã thua đến 2 lần liên tiếp đó mấy ba, và đó là một kết quả quá rõ ràng rồi. Phản hồi dưới bài đăng, Brabzis, huấn luyện viên trưởng của Jichu cũng tỏ ra khá bức xúc trước những luồng thông tin cho rằng anh và các học trò cố tình nhà SN, thậm chí nhiều fan hâm mộ phương Tây còn cho rằng mục đích của Jichu khi thua SN là để đâm sau lưng, tiễn team Lý Huyệt về nước. Với những gì đã xảy ra ở loạt BO1, về mặt thông số, chúng tôi đã hòa 1-1 với cả Suning và team Lý Huyệt. Nhưng nếu là BO5, thì có 95% khả năng Suning sẽ chiến thắng. Người hâm mộ phương Tây thực sự chưa nhận thức được bài hạt giống hàng đầu của Trung Quốc kinh khủng cỡ nào. Điều điên rồ là mọi người không nhận ra rằng chúng tôi chẳng thèm quan tâm team Lý Huyệt như thế nào. Chúng tôi chơi ở chung kết thế giới vì chính bản thân mình, và chúng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu có thể nhất bảng. Có một điều thú vị là ngay cả khi thất bại trong trận chung kết thế giới 2019, các thành viên Jichu cũng chưa bao giờ phản ứng một cách mạnh mẽ như vậy. Quả thực, việc thất bại trước Suning ở loạt đấu cuối cùng của trận T-Break đã đẩy Jichu vào thế khó, khi họ có nguy cơ phải đối đầu với những đối thủ cực kỳ khó chơi như Đâm Quang, Zenji hay thậm chí có thể là Top Esports. Tuy nhiên, điều khiến Brabzis thực sự bức xúc có lẽ là luận điểm Jichu cố tình thua SN để hại team Lý Huyệt. Công bằng mà nói, khi bản thân đại diện đến từ Bắc Mỹ không thể tự định đoạt số phận của họ, thì các fan hâm mộ có lẽ cũng nên học cách chấp nhận thực tại. Hơn nữa, diễn biến trận tiebreak đã cho thấy Jichu thực sự nghiêm túc trong từng tình huống xử lý, bởi họ cực kỳ muốn thắng để giành ngôi nhất bảng. Chỉ là Suning đã thi đấu quá tốt và tước đi cơ hội đó mà thôi. Sốc khi fan Trung Quốc gửi vòng hoa tang lễ đến Gaming House của LGD Gaming để trù éo Peanut. Mới đây, cộng đồng Weibo đã trở nên xôn xao trước vụ việc LGD Gaming nhận được một đơn hàng từ người tự nhận là fan hâm mộ gửi đến, trong đó là một vòng hoa tang lễ. Hành động này được xem là một động thái khủng bố tinh thần nhắm vào các tuyển thủ LGD sau khi đội tuyển này chính thức bị loại khỏi chung kết thế giới 2020, trở thành đội tuyển duy nhất của LBL không thể vượt qua vòng bảng. Theo chia sẻ từ một staff của LGD, một đối tượng tự nhận là fan hâm mộ của đội đã nhắn tin cho nhân viên trong tổ chức và nói rằng mình muốn gửi quà cho các tuyển thủ nhưng lại không biết địa chỉ. Nhờ nhân viên này gửi địa chỉ Gaming House cho mình, staff của LGD không mảy may nghi ngờ và gửi thông tin địa chỉ Gaming House. Không lâu sau đó, một vòng hoa tang được gửi đến địa chỉ nói trên khiến những thành viên trong đội tuyển vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ. Cũng theo thông tin được chia sẻ, thì thậm chí vòng hoa này còn chỉ đích danh người nhận là Peanut. Trong chiến dịch chung kết thế giới 2020 của LGD, Peanut là một trong những cái tên bị chỉ trích nhiều nhất khi người đi rừng này đã thể hiện một phong độ khá nhạt nhòa kể từ vòng play-in khiến LGD phải rất vất vả mới tìm kiếm được tấm vé vào vòng bảng. Sau đó, LGD tiếp tục thể hiện một phong độ yếu kém so với những đối thủ khác tại bảng C. Và trận thua trước chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp Fnatic đã khép lại cánh cửa đi tiếp của họ. Trong loạt trận vòng bảng, Peanut tiếp tục là một trong những mắt xích yếu nhất của LGD. Dẫu vậy, hành động của người hâm mộ nói trên có thể coi là quá khích và không chấp nhận được, bởi đó là một hành động có khả năng gây tổn thương tâm lý cực kỳ lớn đối với các tuyển thủ. Chính thức hé lộ trang phục Lucian Vinh Quang mùa giải Liên minh Huyền thoại 2020 sẽ kết thúc vào tháng 11. Không còn là những tấm ảnh leak gây hoang mang dư luận, hình ảnh chính thức của trang phục Vinh Quang mùa giải Liên minh Huyền thoại 2020 đã được lộ diện đầy đủ tại cụm máy chủ Liên minh Huyền thoại khu vực Đài Loan. Không nằm ngoài dự đoán, trang phục Vinh Quang năm nay thuộc về Lucian, một trong những vị tướng có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên đấu trường chuyên nghiệp Liên minh Huyền thoại thời gian vừa qua. Bên cạnh việc hé lộ trang phục Lucian Vinh Quang, một thông tin đáng chú ý nữa cũng được cộng đồng game thủ thuộc khu vực giải đấu BCS hé lộ, đó là việc mùa giải xếp hạng 2020 dự kiến sẽ khép lại vào ngày 10 tháng 11, tức gần một tháng nữa.
Trong khi đó, phần thưởng xếp hạng sẽ được tiến hành trao tặng sau 2 tuần kể từ mốc thời gian nêu trên. Như mình đã đưa tin trước đó, năm nay, cơ chế trao thưởng xếp hạng sẽ có những sự khác biệt so với mùa giải trước. Nếu người chơi đạt rank vàng đoàn, họ sẽ đủ điều kiện nhận trang phục Lucian Vinh Quang và các phần thưởng tương ứng như biểu tượng anh hùng, biểu cảm. Trong khi đó, người chơi đạt rank bạc kim trở lên mới đủ điều kiện nhận thêm gói đa sắc của trang phục này. Chỉ còn một tháng nữa, mùa giải xếp hạng của Liên minh Huyền Thoại sẽ chính thức khép lại. Ngay từ thời điểm này, nếu game thủ muốn sở hữu trọn bộ phần thưởng vinh quang của mùa giải 2020, thì hãy nhanh chóng cải thiện bậc xếp hạng của mình, bởi chỉ khi bạn sở hữu rank bạc kim 4 trở lên thì mới có thể nhận được cả trang phục lẫn gói đa sắc của dòng trang phục vinh quang 2020. Đấu trường chân lý, Riot Games sẽ trao linh thú vinh quang mùa 3 cho game thủ ở bảng 10.21. Nếu tính cả bảng 10.20, đấu trường chân lý mùa 4 đã trải qua 2 phiên bản và game thủ có lẽ đã dần thích nghi với những quân cờ tộc hệ mới. Người ta đã dần quên đi những siêu công nghệ, không tặc hay vệ binh tinh tú. Thay vào đó, sự chú ý đổ dồn vào nguyệt tộc, u hồn, linh hồn để có thể leo rank một cách hiệu quả. Tuy nhiên, game thủ vẫn không quên phần thưởng xếp hạng của mùa 3 và nhiều người đã hỏi Riot Games rất nhiều về vấn đề này. Vì Riot cũng không khiến chúng ta phải đợi quá lâu khi cách đã ít giờ. Họ đã thông báo chính thức thời điểm linh thú vinh quang mùa 3, phần thưởng xếp hạng của đấu trường chân lý được gửi tới game thủ. Trong quyết tơ chính thức của đấu trường chân lý, bạn đạt được rank vàng ở mùa 3 vô hạn thiên hà. Bạn muốn đa dạng hóa số lượng linh thú của mình. Mùa lễ hội ma ám cuối tháng 10 sắp tới gần. Vậy thì chúng tôi có linh thú hoàn hảo dành cho bạn đây. Linh thú hồn ma vinh quang và hồn ma chiến thắng sẽ xuất hiện ở bảng 10.21 sắp tới. Nếu bạn thắc mắc tại sao lại có hai linh thú vinh quang xuất hiện, thì chúng ta cần nhớ rằng mùa 3 của đấu trường chân lý được chia làm hai giai đoạn, trước và sau cập nhật giữa mùa. Ở thời điểm cập nhật giữa mùa 3, rank của game thủ bị reset nhẹ và người chơi sẽ tiếp tục leo rank để đạt tới mốc mong muốn, ít nhất là vàng, để có được quà xếp hạng. Vì được chia làm hai phần như vậy, nên phần thưởng xếp hạng mùa 3 cũng có hai linh thú. Bạn sẽ nhận được hồn ma vinh quang nếu đạt rank vàng trở lên ở giai đoạn trước cập nhật mùa giải. Điều kiện để có hồn ma chiến thắng cũng tương tự, nhưng là sau cập nhật giữa mùa. Đương nhiên là nếu bạn đạt được rank vàng ở hai giai đoạn thì sẽ có cả hai linh thú đó. Linh thú vinh quang chỉ là một phần trong cập nhật lớn của bảng 10.21 sắp tới mà Riot Games sắp áp dụng vào đấu trường chân lý. Bên cạnh việc tăng hay giảm sức mạnh tướng, tộc thánh thần cũng sẽ được làm lại để trở nên mạnh mẽ hơn và có một đội hình hiệu quả. Không dừng lại ở đó, Riot cũng mở thêm mốc combo 5 nguyệt tộc với khả năng nâng cấp 2 tướng lên 4 sao. Sau khi xem xong video, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh của chúng mình nha!